Chào mừng anh chị em thân yêu của Onjaxa. Video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tổng hợp tất cả các sinh vật hệ nước trong tựa game Ark Survival. Nội dung trong video là chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin gì cần đính chính, các bạn có thể bình luận góp ý bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình series Thế giới Ark trong thời gian vừa qua. Để xem lại các video trước đó, các bạn hãy vào phần đề xuất ở góc phải màn hình hoặc phần mô tả video nhé. Hãy ủng hộ chúng mình đốt bằng cách ấn like, subscribe và ấn chuông thông báo. Rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính ngay thôi nào. Megalodon. Nói sơ qua về những thông tin từ nhà phát hành thì Megalodon là một trong những sinh vật bị nép khá trong Ark Survival. Nó là một loài cá mập lớn thời tiền sử. Tên của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại, khi Megalos có nghĩa là khổng lồ và Odon có nghĩa là răng. Nếu không bị giới hạn ở vùng biển, các Carodon Ultra Megalodon sẽ là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trên đảo. Mạnh mẽ và nguy hiểm như Tyrannosaurus trên cạn, Megalodon khá hung dữ và có thể bơi nhanh hơn hầu hết các sinh vật, chỉ một số loài bơi nhanh hơn nó. Nó cũng tấn công con người từ khoảng cách rất xa. Do đó, không có gì lạ khi chúng ta chớp mắt một phát thì thấy mình đột nhiên rơi vào tình cảnh mạnh chèo chuông khi phải đối phó với nhiều con Megalodon cùng lúc. Đọc mô tả của nhà phát hành tới tôi, chỉ con cá mập này trong Ark bị thọt về kích thước khi chỉ dài đâu đó khoảng 16m. Megalodon trong game khó có thể giữ được vai trò là một loài săn mồi đầu bảng như chính nó ngoài thực tế. Các chỉ số khác trong game của nó cũng chỉ ở mức tầm trung nếu chúng ta đặt lên bàn cân so sánh với Mosasaurus hay Ichthyosaurus. Theo xếp hạng không mấy đáng tin cậy từ AI, thì chỉ số sát thương mà Megalodon chỉ đứng ở vị trí khiêm tốn là 38, nếu đối với một số loài săn mồi. Có một số fact cho các bạn nhớ là loài cá mập Megalodon sẽ không bơi nhanh bằng cá heo đâu, nên hãy cân nhắc việc time nó để dùng làm thú cửa nhé. Ở đây ai mà chơi Ark thâm niên có kinh nghiệm thì dẫn bắt được cá bảy ấy. Mosasaurus. Trước khi nói chi tiết hơn về nó thì mình có một fact muốn gửi đến các bạn là Mosasaurus được tìm thấy ở ngoài đời trong Jurassic World và Ark Survival là ba loài Mosasaurus khác nhau. Tên khoa học đầy đủ lần lượt của từng loài này là Mosasaurus hominae, Mosasaurus maximus và Mosasaurus subspirita. Mosasaurus trong Ark lớn hơn hầu hết các sinh vật dưới nước khác. Nó là một loài thằn lằn biển dành toàn bộ thời gian ở dưới mặt nước. Chắc chắn rồi, nó là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên đảo và chắc chắn có thể được coi là một trong những kẻ săn mồi đỉnh cao của đại dương. Mosasaurus subspirita được Helena tìm thấy ở vùng nước sâu nhất ở The Island. Kích thước của nó lên đến gần 16m khi được tìm thấy và cũng là loài dưới biển lớn nhất mà Helena từng tìm thấy sau khi tìm ra Megalodon. Điều kỳ lạ ở đây là Mosasaurus thường hay sống ở gần mặt nước chứ không phải ở dưới đáy biển, nên việc tại sao Mosasaurus subspirita lại sống tuốt ở đó vẫn là một bí ẩn. Có thể do sự xuất hiện dày đặc của Megalodon ở trên mặt nước hoặc chỉ đơn giản là nó thích như thế. Nó thường nằm ở rìa ranh giới bản đồ và có thể khó nắm bắt một cách đáng ngạc nhiên. Nó hoạt động tương tự như Plesiosaur. Mosasaurus có bán kính tấn công trung bình và sẽ truy đuổi một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, nó sẽ không đuổi theo con mồi vào vùng nước đông giống như Plesiosaur. Caprosuchus. Caprosuchus là loại cá sấu này trong Ark, được gọi đơn giản là Capro hoặc Gator. Có thể nói nó là một nỗi kinh hoàng đầm lầy. Biển đầy răng nhọn đang chờ đợi để làm gỏi bạn và con thú cưỡi của bạn. Caprosuchus có đôi chân dài, được dùng để chạy nước rút sau khi con mồi trên cạn thoát khỏi cuộc phục kích ban đầu, cũng như những chiếc răng nanh giống gà, khiến nó có biệt danh là Boa Croc. Chân sau của nó dài hơn một chút so với phía trước, tạo cho nó một dáng đi rất khác biệt và đầu của nó nhỏ hơn và hẹp hơn so với các họ hàng cá sấu khác. Nó có hai chiếc răng dài ở hàm dưới, nó cũng không có vảy dài và phẳng ở đuôi như những con cá sấu sau này. Caprosuchus sử dụng hai chiến thuật chính. Đầu tiên, nó sẽ kiên nhẫn chờ đợi ở bên dưới mặt nước và khi mục tiêu ở đủ gần, nó sẽ thực hiện một cú nhảy sang một bên để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với con mồi và kéo nó xuống dưới nước. Thứ hai, nó sẽ tấn công các khu vực quan trọng của con mồi để tiêu hao sức chịu đựng của nó. Hai kỹ thuật này ngăn chặn hiệu quả hầu hết các sinh vật thoát khỏi Caprosuchus khi cuộc tấn công bắt đầu. Dinleosteus. Dinleosteus loricabrupta, còn được gọi là Dinley hay đơn giản là Din, là một sinh vật rất kỳ lạ. Nó là một loài cá khá lớn, được bao phủ từ đầu đến đuôi bởi các tấm bọc thép, với bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ.
mình hay gọi vui vui nó là ankylosaur của đại dương. Nó có xu hướng ăn các động vật giáp xác lượn lờ dưới đáy biển. Vì với chỉ số tốc độ khá thấp nên nó không đủ nhanh để bắt hầu hết các loại cá nhỏ. Nói chung thì là chậm chạp, cồng kềnh, từ từ lang thang qua độ sâu của đại dương. Dinosaurus có khả năng chiến đấu một cách đáng ngạc nhiên so với một loài cá. Nó không cản trở khi bạn tấn công chủ nhân của nó, nhưng nếu nó bị thương bởi bất kỳ sinh vật nào hoặc bạn đến quá gần thì nó sẽ tấn công không thương tiếc. Nhưng nếu kẻ tấn công có thể giữ được vị thế của mình thì Dinosaurus sẽ ba vây bốn vẫy mà bỏ chạy. Khi đã thuần hóa, Dinosaurus là một loài cá cực kỳ hữu ích cho các bộ lạc ven biển. Bộ hàm khỏe của chúng giúp khai thác đá và dầu mỏ ở độ sâu của đại dương. Trong khi thu hoạch, Dinosaurus có thể bảo vệ người cưỡi khỏi tất cả cho những mối đe dọa lân hừng dưới biển. Và một khi Dinosaurus đạt đến ngưỡng sức mạnh nhất định, bản thân đó cũng có thể dùng để thu hoạch một lượng lớn chitin tương đối đáng kể. Saber-tooth salmon. Cá hồi Saber-tooth salmon hay Oncorhynchus được ghi chép trong hồ sơ Ark là loài cá hồi đăng kiếm, là một loài cá nhìn chung khá thụ động. Nó có thể xuất hiện với nhiều kích cỡ khác nhau và kích thước phòng thủ chính của nó là bơi theo đàn từ 3 đến 4 cá thể trở lên. Dù vậy, nó không thích xung đột và thường tìm cách né xa ra bất cứ thứ gì lớn hơn nó với tốc độ rất cao. Tuy nhiên, một khi bị khiêu khích, Saber-tooth salmon trở nên khá hung dữ cùng với những người anh em gần đó của nó. Nó khóa chặt con mồi bằng răng dài và bắt đầu hút máu của sinh vật đó. Việc mất máu này không quá nguy hiểm nếu chỉ riêng một đàn Saber-tooth salmon tấn công. Mục tiêu của chúng sẽ nhanh chóng mất tốc độ và sức chịu đựng vì mất máu, chết đuối nếu không thở được dưới nước. Ngoài phiên bản thường, loài cá hồi này có những biến thể khác. Chẳng hạn như Apparent Saber-tooth salmon độc đáo với khả năng phát quang, biến nhiễm với phóng xạ hay X-Saber-tooth salmon. Bạn có thể thử thuần hóa chúng bằng cách sử dụng vỏ bắt cá giống như các loài cá nhỏ hơn được tìm thấy xung quanh đảo. Nhưng bình thường thì Saber-tooth salmon không thể thuần hóa được, nhưng nó thường được chăn thả và thu hoạch để lấy tài nguyên. Đặc biệt, một số miếng thịt của nó nhất định được coi là có chất lượng tuyệt vời và thường được gọi là cá thương hạng, được sử dụng cho các món pha chế cao cấp, cụ thể và thuần hóa nhiều sinh vật ăn cá trên đảo. Ichthyosaurus. Ichthyosaurus curiosa, hay còn được gọi ngắn gọn là Ichthy, là một loài động vật ăn thịt tương đối nhỏ của Ark Survival. Nó lớn hơn con người một chút, nhưng vẫn còn nhỏ so với những con quái vật đang lang thang ở vùng biển này. Nó thường tiếp cận và đi theo con người, bơi qua những vùng nước của nó. Mặc dù có vẻ ngoài như vậy, nhưng Ichthyosaurus không phải là cá hay động vật có vú ở đại dương. Nó thực chất là một loài bò sát sống dưới nước. Ichthyosaurus là một loài bơi tương đối nhanh, nhưng nó là loài rất thân thiện với hầu hết các sinh vật và thường bơi về phía bạn và xung quanh bạn vì tò mò. Nó sẽ đẩy bạn vào bờ nếu bạn kiệt sức lực và không thể nổi lên mặt nước để lấy oxy kịp thời. Mấy hành động này nhìn khá giống cá heo thời hiện đại đúng không? Chúng ta có thể thấy các loài ichthyosaur ở vùng biển phía tây bắc đang săn và ăn thịt kairuku hoang dã. Piranha. Piranha trước đây còn có cái tên là Mega Piranha. Danh pháp đầy đủ hơn thì sẽ là Mega Piranha magnamossus, là loài cá ăn thịt được tìm thấy khá phổ biến ở các sông, ao trên đảo. Chắc mình sẽ gọi nó là Mega Piranha đi cho nó quen thuộc ha các bạn. Rất hung hãn là những từ mình có thể nói về nó khi có bất cứ thứ gì ở gần nó. Nó thậm chí sẽ xuất hiện để tấn công Tyrannosaurus, dù cho mấy pha tấn công này thường là vô ích. Mega Piranha có xu hướng sống theo nhóm từ 4 đến 5 con. Với số lượng này, chúng có thể xé nát lớp giáp yếu chỉ trong vài giây. Cú cắn của Mega Piranha cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể có những vết cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài sinh vật nào trên đảo. Không có con nào là mối đe dọa áp đảo, nhưng xu hướng bầy đàn săn mồi của chúng có thể khiến những sinh vật lớn hơn và mạnh hơn nhiều bị tiêu diệt. Nên tôi khuyên các ông nên đề cao cảnh giác khi gặp Mega Piranha. Bất kỳ con Mega Piranha nào cũng có thể dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng tiêu diệt toàn bộ đàn có thể là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Lysictis. Lysictis là một sinh vật sống dưới nước tương đối nổi bật trong Ark Survival. Nó có danh pháp khoa học trong game là Lysictis Convivium Rosier. Theo ghi chép từ nhà phát hành, thì nó thường được giao dịch với giá trị tương đương với Bramid và được gọi vui là Bramfish. Chất lượng thịt cao như vậy nên bù lại thì loại cá này nổi tiếng là khó theo dõi và săn bắt. Việc thực sự săn được một con Lysictis là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Lysictis bán bơ đối với hầu hết mọi thứ, nhưng có một ngoại lệ khiến nó bận tâm, đó là bè. Nó sẽ dọn không sót một chiếc bè nào. Khi gặp một chiếc bè, Lysictis sẽ lao tới với tốc độ tối đa, đập chiếc bè thành từng mảnh bằng cách tung đòn trực tiếp cho chính chiếc bè, ngay cả khi chiếc bè được bọc hoàn toàn bằng đá hoặc thậm chí là kim loại. Lần nữa mình khuyên anh em nên cẩn thận về Lysictis, vì Lysictis ở bất cứ nơi nào có nước sâu và tấn công mạnh mẽ con tàu của bạn.
Manta. Manta mobula hay manta nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thực ra nó là loại cá đuối đó các bạn. Trong Ark Survival thì manta được thiết kế với sự tiến hóa vượt xa những đặc điểm thực tế của nó. Mọi thứ đều cho thấy đây là loại cá đuối nước mặn, nhưng nó phát triển khả năng bơi vào các sông và vùng đông của hòn đảo, cũng như qua các đại dương rộng lớn. Có lẽ ban đầu có hai loại cá đuối trên đảo, nhưng nhiều năm lai tạo đã kết hợp các dòng dõi của chúng lại với nhau. Manta là loài ăn thịt, mặc dù ghi chép mô tả nó là một sinh vật ngoan ngoãn, nhưng thực ra nó chẳng hề ngoan ngoãn chút nào. Chỉ cần bơi gần nó thôi là đủ lý do để nó tấn công. Nó dường như cũng tích cực tìm kiếm con mồi, vì những sinh vật thủy sinh được thuần hóa ở gần bờ biển cũng sẽ thường xuyên bị chúng tấn công. Manta thường bơi cùng nhau theo nhóm bà con. Anglerfish. Anglerfish gọi ngắn gọn là angler, có danh pháp khoa học trong Ark Survival là Melanocetus anglerbascum. Đây là một dạng cá anglerfish lớn nhất, nhưng mình xin phép đọc tên đó là angler cho nó đảo mũi miệng. Thường được tìm thấy ở những vùng nước sâu nhất, tối nhất của đại dương. Sinh vật này săn những con cá nhỏ hơn, đồng thời là nguồn thức ăn tuyệt vời cho những kẻ săn mồi lớn hơn. Angler có một dãy các chùm ánh sáng phát quang sinh học ở trên đỉnh đầu. Nó chủ yếu sử dụng những thứ này để thu hút những sinh vật nhỏ hơn và lừa chúng đến đủ gần để thịt. Nhưng cũng chính điều này thường làm cho angler hoang dã tương đối dễ bị phát hiện. Mặc dù được mô tả là khá léo lĩnh, nhưng angler sẽ tấn công người chơi và bất kỳ sinh vật đã được thuần hóa nào trong tầm mắt. Khi bị sát thương trong giao danh, nó sẽ cố gắng bỏ chạy nhưng sẽ quay lại và tấn công một lần nữa. Lamprey. Lamprey có danh pháp khoa học trong thế giới Ark là Cenomizon luminosus. Đó là một trong những loài thủy sinh độc đáo. Mặc dù chiếc đuôi phát sáng đặc trưng của nó khiến nó dễ dàng bị phát hiện và nhận dạng, nhưng những tuyến phát quang đó cũng là nơi nó sinh sản và lưu trữ chất độc gây suy nhược. Cenomizon được ghi chép là một sự yêu thích đặc biệt đối với máu, và bất cứ thứ gì có thể, nó sẽ cố gắng bám lấy đối tượng là con người. Một khi điều đó xảy ra, nó sẽ tiêm một chất độc mà chỉ có hai cách chữa trị: thuốc giải độc chuyên biệt hoặc thời gian. Cenomizon ẩn nấp trong nước, chờ đợi những người sống sót hoặc những con vật được thuần hóa đi ngang qua. Sau đó nó sẽ nhảy lên và bám vào con mồi. Nó truy đuổi nạn nhân cho đến cả trên đất liền. Basilosaurus. Nói qua về những thông tin từ nhà phát hành thì Basilosaurus với danh pháp khoa học trong Ark là Basilosaurus solatiumphysis. Đây là loài bơi lội nhanh nhẹn thích nghi với vùng nước nông đến mức nhanh chóng phục hồi sau chấn thương khi ở gần mặt nước. Nhưng ngược lại, ở mức nước sâu gây hại cho nó, bởi khi ảnh hưởng bởi áp lực nước, Basilosaurus thường bị các loài săn mồi khác bám theo, vì thói quen ăn uống của nó để lại rất nhiều mảnh vụn cho những kẻ ăn xác thối tiêu thụ. Không giống như nhiều loài động vật biển khổng lồ khác, Basilosaurus là một sinh vật hiền lành đối với con người và vui vẻ lấy thức ăn trực tiếp từ họ. Tuy nhiên, các bạn hãy cân nhắc kỹ khi quyết định thuần hóa đó, vì khi ăn nó tạo ra một đám mây màu đỏ xung quanh miệng. Điều này có thể thu hút các động vật khác đến gần nó, bao gồm cả Megalodon. Nhưng bù lại, Basilosaurus có hệ tuần hoàn máu nóng, thuộc loài động vật có vú của nó mang lại cho những người cưỡi sự thoải mái hoàn toàn khỏi cả nóng và lạnh. Với bản chất sợ hãi tất cả mọi thứ, Basilosaurus được các nhà phát hành trang bị một cơ chế phòng thủ giúp nó không bị choáng hoặc bị sốc. Một phần lý do nữa khiến Basilosaurus bị nhiều người săn lùng vì loại mỡ đặc biệt của nó có thể được tinh chế thành nguyên liệu một cách hiệu quả. Tussotheodis. Tussotheodis bạn có thể gọi đơn giản ngắn gọn là Tusso. Sơ qua thì nó là một sinh vật sống dưới nước khá hung dữ trong Ark Survival, với danh pháp là Tussotheodis vampirus. Theo ghi chép trong hồ sơ trò chơi thì nó dài hơn 9m. Tusso được mô tả là nỗi kinh hoàng của biển cả, mặc dù nó chỉ bơi với tốc độ chậm. Một khi tóm được con mồi, nó sẽ tự tự nghiền nát bằng việc dùng móng vuốt trên các xúc tu để hút và uống máu nạn nhân. Tusso là một đối thủ có thể làm bạn thấy rén vì nhiều lý do. Thứ nhất, cú tóm của nó khiến ai dính đòn cũng sẽ từ từ bất tỉnh, và việc khẹo sẽ đến với bạn từ từ sau đó. Thứ hai, khả năng hút máu của nó sẽ ngay lập tức giúp nó hồi sinh, ngay cả trong khi chiến đấu. Cuối cùng, nếu Tusso thua trận, nó sẽ phun một đám mực vào vùng nước xung quanh, làm mù mắt những kẻ tấn công để che đậy một cuộc trốn thoát lén lút. Cái cú này thì nó y chang như mực hiện đại ngoài đời thực ấy. Nhưng khi bạn thuần hóa được Tusso, thì một trong những lợi ích chính là khả năng thu hoạch mực của nó. Không giống như mực thông thường, mực Tussotheodis rất nhờn và thậm chí có thể được tinh chế thành nhiên liệu. Spinosaurus. Để kể ra một số ít loài ăn thịt trên đảo có kích thước ngang bằng với Tyrannosaur, thì chúng ta không thể bỏ qua Spinosaurus. Bạn có thể gọi đơn giản ngắn gọn là Spino. Nó có danh pháp là Spinosaurus aquareliga, với bốn chân và cánh bườm lớn khiến nó nhanh trên cạn và cực kỳ nhanh dưới nước.
Trong Ark Survival thì khả năng thay đổi tư thế bằng cách chuyển từ di chuyển 4 chân sang 2 chân. Theo ghi chép trong hồ sơ trò chơi thì mỗi con Spino có một bảng màu hơi khác nhau, nên các cánh buồm trên lưng chúng cũng khác nhau và có màu sắc rực rỡ. Còn một điều nữa là Spino sẽ thoải mái hơn khi ở gần nước. Mặc dù sinh vật này mạnh hơn, nhanh hơn và ham muốn khi ở dưới nước, nhưng đó lại có xu hướng trở nên ít tấn công, cũng như muốn tấn công chúng ta hơn khi càng di chuyển xa ra nó. Spino dành phần lớn thời gian để đi loanh quanh và săn cá, cũng như bất kỳ sinh vật nào khác trong hoặc gần các vùng nước, giết chết con mồi bằng hàm răng cũng như móng vuốt cùng cánh tay khỏe của nó. Mình có một phát dành cho các bạn nào là người chơi mới, thì nên cân nhắc việc xây dựng căn cứ dọc theo bãi biển hoặc ven sông vì cho rằng chúng an toàn, nhưng bạn có thể phải đối mặt với một trong những loài siêu ăn thịt dữ tợn dài đến 14 mét. Spinosaurus có sức chịu đựng thấp hơn nhiều loài khác, tuy nhiên tính linh hoạt toàn diện khiến nó trở thành loài thú cưỡi tuyệt vời. Ở dưới nước, rất ít sinh vật có thể đe dọa được nó. Ngoài ra, nó có thể chiến đấu tốt bằng cả móng vuốt cũng như bằng răng, cho phép thực hiện một loạt các cuộc tấn công tàn khốc với tốc độ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ loài sinh vật nào khác có kích thước như nó. Mình nói đoạn này như là một cách an ủi em nó đi, vì hôm qua đăng video này, em nó bị trêu quá nên thấy cũng tội. Baryonyx. Giống như Carnotaurus, Baryonyx là loài ăn thịt lớn nhưng không đủ lớn để cạnh tranh với những kẻ săn mồi đỉnh cao trên đảo. Và mặc dù cũng không mạnh bằng một số loài săn mồi dưới nước như Spinosaurus, nhưng Baryonyx vẫn đủ nhanh nhẹn để đe dọa kha khá các loài sinh vật khác trên đảo. Giống như phiên bản đời thực, thì Baryonyx hầu như chỉ ăn cá và các loài sống dưới nước khác. Sự trao đổi chất đặc biệt cao của nó dường như cho phép nó chữa lành vết thương gần như nhanh chóng sau khi ăn thịt cá giàu dinh dưỡng. Đây có thể là một phần lý do tại sao Baryonyx hiếm khi tấn công động vật trên cạn. Nhưng có một điều rằng nó sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ người chơi, thú cưỡi hoặc sinh vật hoang dã nào gần đó, bất kể là ở trên cạn hay dưới nước. Theo như ghi chép thì khả năng săn mồi dưới nước của Baryonyx có nghĩa là nó đã từng được thuần hóa. Nó học cách săn các cư dân đại dương thậm chí còn hiệu quả hơn. Giữa tốc độ và sức mạnh của nó, Baryonyx là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai quan tâm đến việc thường xuyên di chuyển giữa dưới nước và trên cạn, đồng thời coi trọng tốc độ và sự nhanh nhẹn hơn là sức mạnh đơn thuần. Mặc dù sinh vật này không phải là thú cưỡi bơi nhanh nhất, nhưng khả năng làm choáng tạm thời các sinh vật trong vòng 10 giây bằng đòn tấn công xoay tròn của nó có thể khiến Baryonyx trở thành một thú cưỡi hoặc chiến binh lão luyện dưới nước. Nhưng điểm yếu của đòn tấn công này là hiệu ứng choáng không có tác dụng với những sinh vật nhỏ, cũng như những sinh vật rất lớn và nguy hiểm như Mosasaur. Có một phát nữa dành cho các bạn là cách di chuyển của Baryonyx khiến việc nó trốn thoát khỏi Mosasaur và Plesiosaur trở nên khó khăn hơn một chút. Titanoboa. Không cần phải nói thì cũng biết Titanoboa là một sinh vật rất nổi tiếng ở thế giới thực về sức mạnh của nó rồi. Vậy trong thế giới Ark Survival thì sao? Titanoboa thường được tìm thấy trong các hang động trên đảo. Titanoboa Isonanter là danh pháp của nó trong game. Đây là một sinh vật hung dữ, thích những khu vực tối tăm. Có một điểm khác so với Titanoboa đời thực là nó không siết chặt con mồi. Có thể sự thích nghi này đến từ việc cùng tồn tại với những sinh vật to lớn. Tuy nhiên, nọc độc của Titanoboa mạnh đến mức có thể làm tê liệt những sinh vật lớn hơn nó rất nhiều. Titanoboa đã phát triển sự chung sống kỳ lạ với các sinh vật khác trong hang động trên đảo, miễn nhiễm với chất độc độc hại và không thể xuyên qua lớp chitin dày của côn trùng. Loài này đã học cách cùng tồn tại. Chúng thường xuyên săn những con mồi lớn. Nói thì nói thế, nhưng Titanoboa vẫn rất hung hãn và hiếu chiến. Nó sẽ truy đuổi và tấn công hầu hết các loài sinh vật, bao gồm cả những người chơi dám tiếp cận với nó. Hang động cung cấp một vị trí an toàn để Titanoboa hòa nhập với các sinh vật khác. Chúng cũng được tìm thấy ở các đầm lầy, nơi chúng sẽ tấn công bất cứ thứ gì chúng có thể cắm nanh vào. Titanoboa có thể miễn nhiễm với chất độc độc hại, nên về cơ bản không thể khiến chúng bất tỉnh. Bởi vì bước quan trọng này không thể thực hiện được, nên Titanoboa không thể thuần hóa được. Deinosuchus. Deinosuchus là một loài cá sấu to lớn và cồng kềnh. Nó thường có xu hướng bơi quanh đầm lầy, sông và đại dương, chờ đợi con mồi đến trong phạm vi tấn công. Deinosuchus có bộ hàm khổng lồ và mạnh mẽ. Chúng dùng để bẻ gãy xương con mồi và ngăn chặn chúng trốn thoát. Cố gắng trốn thoát trong khi chịu tác động từ vết cắn của chúng sẽ giúp bạn nhanh hóa kiếp hơn mà thôi. Điều này cùng với lớp da cực kỳ cứng chắc của chúng có thể khiến việc xử lý Deinosuchus trở thành một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm. Khi được thuần hóa, Deinosuchus có thể xử lý nhanh chóng nhiều sinh vật cả trên cạn và dưới nước. Hầu hết các sinh vật dường như thiếu trí thông minh để tạm dừng chuyển động khi phải chịu tác động hủy diệt của vết cắn từ Deinosuchus. Và điều này cuối cùng khiến chúng phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Bất kỳ bộ tộc nào muốn kiểm soát Deinosuchus đều tung ra một cú đấm nguy hiểm, hoặc trong những trường hợp này là cắn.
các chỉ số cụ thể hơn về Deinosuchus, các bạn có thể tham khảo thêm ở trang chủ của tựa game này nhé. Sarcosuchus. Sarcosuchus còn được gọi là Sarco, cùng với Deinosuchus và Caprosuchus là một trong số ít loài cá sấu xuất hiện trong tựa game Ark Survival. Nó là một mối đe dọa đáng lưu tâm đối với các anh em game thủ. Ở môi trường hoang dã, Sarcosuchus rất giống với những gì chúng ta có thể mong đợi từ một con cá sấu khổng lồ. Một cỗ máy săn mồi thật sự, nó sẽ tấn công bằng bộ hàm thon dài khổng lồ giống như hầu hết các loài cá sấu hiện đại. Nó thường nằm yên hoàn toàn trong môi trường sống ven sông, tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để phục kích con mồi một cách bất ngờ. Thỉnh thoảng, chúng sẽ lao lên đất liền để giết con mồi kể cả con người. Sarcosuchus di chuyển dưới nước nhanh hơn trên cạn, đó là điều tất nhiên đối với một con cá sấu. Dù ở trên cạn hay dưới nước, nó cũng sẽ có những pha tấn công toàn diện thể hiện sức mạnh. Nếu Sarcosuchus muốn tóm lấy con mồi và sử dụng cú cuộn tròn tử thần, nó nhanh chóng lao về phía trước để tấn công bất ngờ, nhấn chìm sát mục tiêu một cách cực kỳ dễ dàng. Mặc dù không mạnh mẽ như Megalodon, nhưng chúng nhanh nhẹn hơn, có sức chịu đựng cao hơn và có khả năng di chuyển trên đất liền. Nó luôn cảnh giác cao độ và luôn vô cùng nguy hiểm. Nó thậm chí còn được biết là đã nhảy lên thuyền và cũng có thể di chuyển quãng đường dài để đuổi theo con mồi. Sarcosuchus là một thợ săn mồi xuất sắc về sức mạnh của mình. Khi đi săn theo bầy, chúng có thể đấu đầu với loài khủng long bạo chúa nổi tiếng. Phương thức tấn công của chúng bao gồm các cuộc tấn công khác nhau, khiến chúng trở nên nguy hiểm khi đối phó với cả thú cưỡi là khủng long lớn. Elasmosaurus. Elasmosaurus trong thế giới Ark Survival, thường được gọi là Plesiosaur, là một trong những loài bò sát biển nguy hiểm. Với danh pháp Elasmosaurus rimospitza, nó thường được tìm thấy ở các đại dương sâu và có vai trò kỳ lạ trong chuỗi thức ăn. Nó hầu như chỉ săn những sinh vật nhỏ và bỏ qua hầu hết những sinh vật có kích thước vừa phải. Kích thước khổng lồ của Elasmosaurus có nghĩa là lượng thức ăn của nó phải ăn để duy trì bản thân là rất lớn. Theo ghi chép thì nó được xem là một chiến binh đáng gờm. Ngoài Megalodon thì chỉ có hai sinh vật có thể hạ gục được Elasmosaurus, đó là Mosasaurus và người còn lại, tất nhiên là chính những người chơi như chúng ta. Elasmosaurus bơi xung quanh theo nhóm 2 đến 3 con ở độ sâu của đại dương và hiếm khi nổi lên, nếu như không nói là không bao giờ. Nó hung hãn và có khoảng cách tấn công khá lớn. Nó sẽ bắt đầu tấn công và sẽ đuổi theo con mồi một đoạn ngắn, nhưng sẽ mất hứng thú nếu như con mồi đó trốn thoát và đi xa. Khi được thuần hóa, Elasmosaurus được cho là giống với Brontosaurus trên đất liền. Đó là một cách tuyệt vời để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa trên mặt nước. Những sinh vật mạnh mẽ này trên thực tế lớn đến mức chúng có thể được sử dụng làm căn cứ nước di động. Các bộ lạc đầy tham vọng đôi khi xây dựng hầm trú ẩn ngay trên lưng của Elasmosaurus thay vì đóng tàu chở hàng. Kairuku. Kairuku là con mồi ưa thích của Ichthyosaurus mình có đề cập ở phần 1. Nó có danh pháp Kairuru Waitaki, giống như chim cánh cụt ở đời thực. Kairuku là một sinh vật cực kỳ ngoan ngoãn và thân thiện với mọi thứ trừ cá. Việc làm thế nào để Kairuku có thể duy trì được dân cư ở những vùng có khí hậu lạnh hơn ở trên đảo? Với những kẻ săn mồi đang rình rập chúng ở những vùng đất băng giá này, chắc chỉ các nhà phát hành mới trả lời được. Kairuku khá yếu và chỉ có một đặc điểm phòng thủ nhỏ lơ lửng trong mỡ Kairuku là những hạt nhỏ, dày đặc hoạt động như một dạng áo giáp nhẹ. Nó thường là sinh vật thụ động sẽ không tấn công bất cứ thứ gì. Nếu bị tấn công, nó sẽ cố gắng chạy trốn. Thêm một phát nữa về Kairuku là chúng ta có thể tinh chế mỡ của nó để tạo ra dạng tự nhiên cùng loại polymer được sử dụng trong quy trình sản xuất của các bộ tộc tiên tiến. Điều này đã khiến nhiều bộ tộc săn lùng Kairuku một cách rộng rãi. Một tập tục được gọi là thông tục là Kairu Clubbing. Các bạn người chơi mới nếu muốn thuần hóa Kairuku để chiến đấu thì mình khuyên đừng, vì nó gần như là vô dụng cho việc đó. Thường thì Kairuku được thuần hóa vì sự dễ thương và bản tính thân thiện của chúng, cũng như thực tế là cơ thể chúng cực kỳ nóng bỏng. Ý mình không phải là nóng bỏng theo kiểu kia mà là độ ấm ấy. Chỉ cần đứng gần Kairuku cũng có thể giúp chúng ta sống sót, giữ ấm qua những đêm dài khắc nghiệt trên tảng băng trôi. Leoplerodon. Leoplerodon là một sinh vật đại dương cỡ trung bình, thường dài khoảng 7 mét. Một số thông tin từ nhà phát hành cho rằng Leoplerodon là một sinh vật khó nắm bắt, có thể khai thác sức mạnh ma thuật của mình để rút lui khỏi những kẻ săn mồi hoặc những kẻ xâm lược dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng các bộ lạc nuôi ong cho rằng mật ong rất ngọt, ngay cả Leoplerodon cũng không thể cưỡng lại được. Leoplerodon được cho là mang lại may mắn cho những ai đủ mạo hiểm để thuần hóa nó. Với Leoplerodon bên cạnh, các bộ tộc rõ ràng đã có được kho báu ngoài sức tưởng tượng điên rồ nhất. Nhưng có một số người cho rằng, ngay cả sau khi bạn nhận được sự ưu ái của nó vẫn cực kỳ xa cách và cuối cùng sẽ sử dụng khả năng của mình để thoát khỏi sự giam cầm nghiêm ngặt nhất. Leoplerodon bơi xung quanh cho đến khi người chơi hoặc sinh vật tấn công,
lúc đó nó sẽ quay vòng và biến mất, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Eurypteris. Eurypteris hay còn được gọi là sea scorpion, chỉ được tìm thấy ở độ sâu nhất của vùng nước xung quanh đảo. Eurypteris là loài động vật chân đốt nguy hiểm. Nó di chuyển lặng lẽ theo các đáy đại dương, từ từ nhấp nhô cơ thể di chuyển qua các tuyến đường thủy. Chúng sinh sản thành từng cụm từ 2 đến 4 con, nên thường sẽ có nhiều con trong một khu vực, thường xung quanh san hô và trong biển ở độ sâu. Eurypteris có khả năng săn mồi khá tốt. Nó hiếm khi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn để nuôi dưỡng bản thân, ngay cả khi ở dưới đáy đại dương. Mối đe dọa của Eurypteris không đến trực tiếp từ sức mạnh thô sơ của nó. Thay vào đó, nó kết hợp một bộ xương cứng bên ngoài để phòng thủ với chất độc, làm suy nhược để tạo ra tác dụng mạnh mẽ. Vết đốt của Eurypteris làm tăng tình trạng hôn mê, đồng thời giảm sức chịu đựng, nhanh chóng khiến đối thủ không thể tự vệ được nữa. Mặc dù theo những ghi chép thì Eurypteris không đủ thông minh để được thần hóa, nhưng điều này không có nghĩa là nó không có ích cho các bộ lạc. Nó là nguồn cung cấp chitin tuyệt vời và đường tiêu hóa của chúng thường chứa ngọc trai silica. Đôi khi nó thậm chí còn ăn những viên ngọc trai đen cực kỳ quý hiếm, được những người sống sót sử dụng cho mục đích sản xuất tiên tiến, khiến chúng trở thành một trong những sinh vật có giá trị cao nhất trên đảo. Có một phép nhỏ là khi bạn tiến gần đến khu vực của nhóm Eurypteris sống để săn nghêu ngọc trai silica hoặc săn chính nó sẽ bơi về phía kẻ xâm lược và tấn công. Nó có thể đầu độc người sống sót, đánh gục họ trước khi tiêu diệt. Electrophorus. Electrophorus hay còn được gọi ngắn gọn là lươn. Mặc dù có tên gọi là lươn, nhưng nó thực sự là một con cá dao rất dài chứ không phải lươn. Nó là một sinh vật sống dưới nước khá hung dữ trong thế giới Ark Survival. Nó nằm ở vị trí trung bình thấp trong các chuỗi thức ăn trên đảo. Electrophorus là một loài bơi lội ăn thịt. Thức ăn chủ yếu là động vật có vỏ và cá nhỏ. Nó không cung cấp nhiều thịt, nên nhiều kẻ săn mồi chỉ đơn giản là níu ke. Không giống như hầu hết các loài săn mồi, nó không sử dụng sức mạnh để hạ gục con mồi mà thay vào đó giải phóng một điện tích xung quanh để khiến con mồi bất tỉnh. Một mình điều này có thể hạ gục một sinh vật nhỏ. Khi tấn công cùng nhau, Electrophorus thậm chí có thể hạ gục các dạng sống lớn hơn ở đại dương và sau đó ăn theo nhóm. Electrophorus sẽ tấn công nếu bạn ở trong tầm nhìn của nó. Khi ở khoảng cách hung hãn của nó sẽ đi theo bạn ngay cả khi bạn bơi lên mặt nước. Do khả năng tấn công và tốc độ bơi nhanh của nó, nên mình có lời khuyên là các bạn nên tránh xa những sinh vật này nếu như không có sự chuẩn bị thích hợp. Nếu điện di đến được mục tiêu, nó sẽ làm chậm và giảm lượng sát thương gây ra của bất kỳ sinh vật nào, ngoại trừ Basilosaurus và Tussotiodes, trong 8 đến 10 giây, khiến chúng kém hiệu quả hơn khi chiến đấu và có thể đảm bảo rằng chúng không thể chạy trốn. Cnidaria. Cnidaria là một sinh vật mang hình dáng của một loài sứa trong Ark Survival. Theo như ghi chép trong hồ sơ trò chơi, thì nó có kích thước và hình dạng giống như thạch lòng đỏ trứng lớn, độ cây mạnh của một số loài thạch hợp nhất định và khả năng phát quang sinh học của thạch biển sâu. Tất cả những điều này kết hợp lại tạo nên một sinh vật nguy hiểm, thắp sáng những nơi sâu nhất của đại dương. Cnidaria nhìn chung không hung dữ vì nó thiếu các giác quan nhận thức bình thường. Nói chung, nó không tỏ ra hung dữ đối với bất kỳ loài động vật dưới nước nào khác, và chỉ trôi theo dòng nước cho đến khi có thứ gì đó đến đủ gần để có thể cảm nhận được, và lúc đó nó mới tấn công. Nó sẽ phản ứng phòng thủ nếu bị tấn công bởi những loài sinh vật sống trên cạn hoặc bán thủy sinh, với tốc độ chậm nhưng phạm vi hung hãn lớn đến mức đáng kinh ngạc. Các cuộc tấn công của nó bao gồm các vết chích gây mê và đánh bật người cưỡi khỏi thú cưỡi của mình. Đừng đánh giá thấp sinh vật này vì chúng có thể làm tê liệt hầu hết mọi thứ, kể cả những kẻ săn mồi đỉnh cao như Gigantosaurus và Mosasaurus. Tuy nhiên, nếu có thể tránh được hiệu ứng tê liệt, nó sẽ có lượng máu thấp và có thể bị người chơi ở mỗi cấp độ giết chết dễ dàng. Cnidaria thường được tìm thấy trôi nổi theo nhóm từ 2 đến 7 con. Barusaurus. Barusaurus là một loài bò sát được xác nhận xuất hiện trong sinh vật bổ sung 2, Wild Ark. Theo thông tin trích lại từ website của đơn vị mod, Barusaurus có nghĩa là thằng lằn Barus. Theo tên sông Barus ở Peru, nơi nó được tìm thấy, là một loài cá sấu khổng lồ sống ở thế Miocene khoảng 10 triệu năm trước. Barusaurus là một trong những loài cá sấu lớn nhất còn tồn tại, dài 10m và nặng 6 tấn, chỉ kém Deinosuchus về kích thước. Nó là loài săn mồi hàng đầu trong môi trường của nó, cùng tồn tại và săn bắt các loài động vật có vú lớn, đồng thời sống cùng các loài cá như Mega Piranha. Barusaurus có một lịch sử lâu dài về sinh vật bổ sung. Barusaurus leviathan đã được thêm vào bản mod sinh vật bổ sung ban đầu với tư cách là một loài leviathan săn mồi hàng đầu của đại dương, nơi nó sẽ săn bắt bất cứ thứ gì di chuyển, bao gồm cả Mosasaurus và Tussotiodes. Nó có chỉ số cơ bản cao cũng như khả năng tóm và kéo đi những sinh vật có kích thước tương đương với Tyrannosaurus. Mặc dù nó đã nhận được một bản sửa đổi một phần thông qua tuổi thọ của bản mod,
nhưng cuối cùng nó đã bị loại bỏ sau khi bản mod ngừng hoạt động. Trong sinh vật bổ sung 2 World Arc, nơi nó đã thay đổi theo một số cách chính, nó trở nên mạnh mẽ hơn, được bọc thép và cực kỳ lớn, có chiều dài tương đương với một Mosasaurus. Nó cũng bị giảm sức mạnh sau khi được bổ sung, chẳng hạn như khả năng tóm lấy thay thế bằng một đòn lao tới gây sát thương và khiến nó từ từ ngạt thở khi ở trên đất liền. Cuối cùng, nó đã bị loại một lần nữa do có nhiều lỗi và vấn đề hình ảnh, nhưng dự kiến sẽ nhận được một TCL khác trong tương lai. Hesperonis. Hesperonis, hay bạn có thể gọi đơn giản là vịt hoặc ngỗng, vì nó sở hữu ngoại hình khá giống vịt. Hesperonis là một loài chim ăn cá có kích thước trung bình, phổ biến ở các sông hồ trên đảo. Nó sẽ cao khoảng 2/3 chiều cao của con người nếu nó đứng thẳng. Hesperonis dành phần lớn thời gian để lướt dọc theo mặt nước, nơi nó cơ động hơn nhiều. Nó hầu như không phải là mối đe dọa với bất kỳ sinh vật sống trên cạn nào. Trừ khi có ai đó đến quá gần đến mức nó thấy không thoải mái, nó sẽ cắn bất kỳ người nào chạm vào nó trước khi bỏ chạy. Hesperonis ăn thịt các loài cá như cá vây tay và lần lượt bị săn đuổi bởi những kẻ săn mồi và những người sống sót đang tìm kiếm polymer hữu cơ của nó. Chân của nó quá ngắn để có thể di chuyển hiệu quả, nhưng nó lại nhanh đến mức đáng kinh ngạc khi ở dưới nước. Nó có thể dễ dàng săn lùng cá và các sinh vật nhỏ sống dưới nước khác, không đặc biệt hữu ích cho việc săn bắt và không có tình cảm. Hesperonis chủ yếu được nuôi để lấy trứng mà nó tạo ra sau khi ăn nhiều cá. Khi được thực hiện chính xác, trứng sẽ tách thành hai chất hữu ích. Một loại là protein có hàm lượng calo cao, còn loại kia là chất lỏng dạng dầu có hiệu quả tương tự như dầu được tìm thấy trong đại dương. Ammonit. Ammonit là một cái tên khá quen thuộc với các bạn tìm hiểu về các sinh vật sống đầu tiên trên trái đất. Vậy còn trong thế giới Ark thì sao? Ammonit thường được tìm thấy ở những vùng nước sâu nhất xung quanh hòn đảo. Nó cũng đã xâm nhập vào phần sâu hơn của nhiều hang động dưới nước. Ngay cả trong những hang động này, sinh vật này sẽ thu hút sự chú ý nếu bị tấn công, khiến việc thu hoạch lớp vỏ giàu tài nguyên của nó trở thành một nhiệm vụ khó khăn. Tùy thuộc vào những mối nguy hiểm nó có thể rình rập gần đó, nó cũng có quan hệ kỳ lạ với các sinh vật khác ở vực sâu. Mình cũng không biết Ammonit đã làm điều có lợi gì, vì mọi sinh vật biển gần đó đều bảo vệ nó khi nó bị tấn công. Sự cộng sinh thú vị này dựa trên cơ sở nào thì chắc có các nhà phát triển mới biết. Không giống như phần lớn các loài động vật ở đại dương, Ammonit là một loài động vật thụ động và không chống trả. Tuy nhiên, khi bị tấn công, nó sẽ tiết ra một chất màu xanh như mực xuống nước biển, khiến tất cả các động vật hoang dã gần đó trở nên hung dữ, bao gồm cả động vật trên cạn. Ammonit vẫn có đủ tiện ích để trở thành mục tiêu săn bắt có giá trị. Mật của đó có thể được thu hoạch từ nội tạng của xác chết. Sau đó, mật này có thể được xử lý với các hóa chất khác để tạo ra hỗn hợp mạnh mẽ. Đáng chú ý nhất là hỗn hợp khiến các sinh vật khác trở nên tức giận và tấn công nguồn gốc của mùi hương. Trilobite. Trilobite có nghĩa là bọ ba thùy. Danh pháp của nó trong Ark là Concardurus, có thể được tìm thấy ở vùng nước nông theo nhóm nhỏ và đôi khi trên các bãi biển. Giống như hầu hết bọ ba thùy, bọ ba thùy Concardurus là loài ăn thịt cơ hội, ăn bất cứ thứ gì nhỏ hơn chính nó mà có thể tóm được. Là một loài sinh vật chậm chạp, cách phòng thủ tốt nhất của Trilobite là lớp vỏ cực kỳ cứng của nó. Đây dường như là sự thích nghi chung của những sinh vật chậm chạp hơn trên đảo. Trilobite không phải là nguồn thức ăn tốt. Sinh vật này dường như được tạo ra chủ yếu từ các cơ quan nội tạng và lớp mai bảo vệ nó. Điều này tốt cho nó vì những kẻ săn mồi ở sông và đại dương đều ít săn mồi hơn nếu có những lựa chọn tốt hơn xung quanh. Theo mình thấy thì rất ít người thuần hóa Trilobite vì có một số ý kiến cho rằng nó không có đủ trí thông minh để cho người chơi thuần hóa. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là nó không có tác dụng. Được tìm thấy dọc theo các bãi biển và vùng nước nông của đại dương, Trilobite dễ dàng là một trong những nguồn cung cấp dầu, ngọc trai và chitin tốt nhất trên đảo nếu người ta không muốn mạo hiểm vào những hang động nguy hiểm. Diplosaurus. Diplosaurus có thể gọi đơn giản là Newt, là một trong những sinh vật không mấy nổi tiếng trong thế giới Ark Survival. Nó sống ở vùng đầm lầy và bị săn lùng bởi bất kỳ loài động vật ăn thịt nào. Diplocaulus là một loài lưỡng cương nhỏ chủ yếu ăn cá nhỏ, những sinh vật không phải côn trùng của đảo, trong khi bản thân nó là một món ăn nhẹ phổ biến cho những loài ăn thịt lớn hơn. Vì có quá nhiều sinh vật săn mồi nên Diplocaulus trở nên rất láo lĩnh và thường bỏ chạy khi cảm nhận được sự rắc rối. Nó sử dụng bản năng lưỡng cư của mình để trốn thoát vào bất kỳ môi trường nào mà kẻ săn mồi của nó sinh sống. Khả năng độc đáo của Diplocaulus trong việc giữ lại oxy lớn cho phép nó có thể chìm dưới nước trong hàng giờ liền một cách hiệu quả, thường tồn tại lâu hơn cả những sinh vật lưỡng cư khác có thể săn mồi nó. Chỉ có một số cách sử dụng đối với Diplocaulus khi được thuần hóa. Nó chủ yếu được giữ lại trong hoạt động sử dụng làm túi oxy. Diplocaulus dự trữ không khí trong các bong bóng trên đầu và các bạn có thể hút từ những bong bóng này để thở sâu khi chìm dưới nước, hỗ trợ việc thám hiểm dưới nước lâu dài mà không cần sử dụng thiết bị bên ngoài.
Điều đáng ngạc nhiên là Diplocaulus cũng cực kỳ hiệu quả khi săn bọ ba thuy. Rái cá. Giống như Karuku mình có nói trong số trước, thì rái cá cũng có vẻ ngoài trông tương đối đáng yêu. Danh pháp trong thế giới ốc của nó là Lucha Beloso, được tìm thấy dọc theo nhiều tuyến đường thủy nội địa của đảo. Nó đã trở nên cực kỳ thành thạo trong việc săn bắt và kiếm ăn. Loài rái cá này phải đặc biệt khôn ngoan vì kích thước nhỏ bé và sự cạnh tranh khốc liệt để giành nguồn thức ăn ưa thích là cá. Nó không phải là sinh vật có khả năng chiến đấu xuất sắc và đương nhiên sẽ không gây ra mối đe dọa đáng sợ cho bất kỳ kẻ săn mồi nào. Việc tìm kiếm các đàn rái cá sông rất đơn giản. Chúng được phân biệt bởi cơ thể thon dài, đuôi rậm rạp và bàn chân có mang. Bản tính đáng tin cậy và tò mò của chúng khiến chúng thường bị săn lùng vì bộ lông mượt, nhưng nhiều người thích thuần hóa chúng để trở thành bạn đồng hành vì độ đáng yêu. Sau khi được thuần hóa, chúng có thể được yêu cầu thu hoạch cá theo yêu cầu, với mục tiêu cụ thể là loại cá mà chúng tiêu thụ. Rái cá có sở trường tìm kiếm ngọc trai silica và thậm chí có thể mang lại một chút cơ hội tìm thấy ngọc trai đen bên trong. Coelacanth. Coelacanth là một loại cá vây tai phát triển mạnh ở vùng biển xung quanh đảo cũng như trong sông hồ. Không giống như hầu hết cá vây tai, thịt của Coelacanth chứa ít dầu và ure hơn. Trên thực tế, đây là một trong những nguồn thịt lành mạnh. Hầu hết Coelacanth là loại kiếm ăn cơ hội, ăn bất cứ thứ gì nhỏ hơn nó, có thể bao gồm cả rắn nước con, côn trùng và thực vật, và cũng có thể là ăn thịt lẫn nhau. Coelacanth khá là vô hại, nó sẽ lười biếng bơi lội xung quanh cho đến khi bị khiêu khích. Khi đó, nó sẽ cố gắng bơi đi nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Do số lượng đông đảo, khả năng sống sót ở hầu hết mọi nơi ẩm ướt và vị trí của nó ở cuối chuỗi thức ăn. Nó có lẽ là một trong những sinh vật quan trọng nhất bất kỳ trên bản đồ nào. Nếu không có Coelacanth, toàn bộ hệ sinh thái trên tàu rất có thể sẽ sụp đổ. Mặc dù trí thông minh hạn chế khiến chúng không thích hợp để thuần hóa, nhưng Coelacanth lại cung cấp nguồn thịt hữu hiệu cho các bộ lạc ven biển và sống dưới nước. Có thể nhiều ngày bạn dành ra để câu cá ở mép nước, thường mang lại những kết quả đáng ngạc nhiên vì Coelacanth thường ăn rác thải đôi khi có giá trị lớn. Tuy nhiên do kích thước nhỏ của nó, một bộ tộc lớn hơn sẽ cần một số lượng đáng kể loài cá vây tai này để nuôi sống bản thân. Ichthyornis. Ichthyornis còn được gọi là Stegun. Nó là một trong những sinh vật có tiếng kêu lớn nhất trên đảo. Ichthyornis thực sự có vẻ ngoài là con mùng biển tương đối bình thường. Nó chủ yếu ăn cá và tiếng kêu đặc biệt có thể vang vọng khắp nhiều bãi biển. Ichthyornis sẽ bỏ chạy khi bị khiêu khích dù là nhỏ nhất. Ichthyornis là một thợ săn đa năng và cơ hội. Hình thức tấn công chính của nó là lao xuống các lớp nước trên cùng và đâm vào con mồi. Khác với lý thuyết, Ichthyornis hành động hung hãn đối với người chơi, ăn trộm vật phẩm. Nó ăn cắp công cụ của người chơi cũng như là ăn trộm thức ăn. Vì nguồn thức ăn của nó có thể không thể đoán trước được, nên Ichthyornis đã phải phát triển một khả năng nhạy bén là ăn trộm thức ăn. Ichthyornis sẽ tấn công ngay cả khi người chơi không có gì trong kho. Hành vi này đã khiến đó trở thành một trong những sinh vật bị ghét nhất trong thế giới Ark. Nhưng khi được thuần hóa thì lại là một câu chuyện khác. Ichthyornis sẽ là một sinh vật rất trung thành và rất hòa đồng. Nó thích cưỡi trên vai chủ nhân và mang cho người đó đồ. Phần mỏ của nó giúp tăng cường thêm vitamin chữa bệnh. Vừa rồi mình và các bạn đã cùng đến với các sinh vật dưới nước nổi bật trong thế giới Ark Survival. Video này chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, nên nếu có gì cần bổ sung góp ý, các bạn có thể bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Owen Jack nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye-bye.